chào các cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Hôm nay thì đến với bãi kiện của bạn Nam ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, để bạn Nam giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây mai giống, mai ghép ha. Cúc thọ hương nè, siêu bông Sài Gòn lá lớn ha, dảo nhung cô chú anh chị ha, rồi cúc bi, cúc hoa hồng rồi cô chú anh chị, mức giá siêu đãi luôn cả nhà. Còn cả nhà mình vào xem thấy cây nào giá cao hợp lý mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian đó, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam nha. Chào bạn, chào cô chú anh chị làm sao. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình nuôi làm chi tết 2024 nha. Có 25 nha cô chú anh chị. Rồi. Và một cây đầu ghép là một cây cúc họ hương nha. Cái này bo già ha, tàn sum rất là đẹp nha, mướt. Quỳnh thân là được 8. Chiều cao là được 59. Tán ngang 60. Rồi. Rồi cái cúc họ hương giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 250 nha. Trời, đã cây luôn ha. Tiếp theo cây mã số 2T. Rồi, 2T cũng là một cây mai cúc Tây Hy nha cô chú anh chị. Rồi. Cây có củ đế. Quanh thân là được 7,5. Rồi. Củ đế là được 17. Cao 54. Ngang là được 59. Rồi. Cây em giao lưu cô chú anh chị mình giá 250 luôn nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 3T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn lớn cô chú anh chị. Ồ, có đế nè, đế cực kỳ quái luôn cô chú anh chị ha, như con nhân nhà anh luôn. Quanh thân là được 8,5 nha. Rồi. Nguyên một cái bệ đế sỏm à. Chiều cao 58. Tán ngang 56. Rồi. Và cây em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 270.000 nha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 4T. 4T cũng là cây cúc hoa hồng nè cô chú anh chị. Rồi, hoa hồng thanh tú ha. Quỳnh thân là được 8. Rồi. Củ là 15. Rồi. Cao 74. Ngang 47. Cây giao lưu của chú anh chị mình là 220 ha. Rồi, để cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 5T. Cũng là một cây siêu Sài Gòn lá lớn nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là 7. Củ đá nè. Cao 62. Ngang 40. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị mình là 220 nha. Rồi, 220.000 ha. Rồi. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 6T nha cô chú anh chị. Cũng là một cây cúc bi nha. Cây này ghép gốc nhớt mà liền cốt luôn nè cô chú anh chị. Như cây ghiên luôn. Như cây ghiên luôn. Cúc bi tiên sinh nha cô chú anh chị. Quỳnh thân là được 7 nha. Rồi. Có cái hoa mà nắng quá nó héo. Cao 80. Ngang là 77. Cây giao lưu của chú anh chị 300 nha. Rồi, đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7T. 7T cũng là một cây dảo nhung nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này cái hút nhớt các bạn ha. Đúng rồi, mình thân là 7. Nguyên cũ luôn nè cô chú anh chị. Cao 74. Ngang 62. Rồi. Cái này giao lưu với cô chú chị mình giá 250 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 8T. 7 mà. 7T. Ủa, 8 chứ. 8T nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng là một cây bạch mai nha cô chú anh chị. Rồi, một cây bạch mai ha, bạch mai miếng điện ha bạn ha. Đúng rồi. Cây này liền cốt như cây ghiên. Mình thân là 6. Có cũ. Cũ 16. Nguyên cũ nè cô chú anh chị. Cao 76. Có tàn luôn ha. Thiên 55. Rồi. Rồi, cây mã số 8T. Giao lưu của chú anh chị nhớ 250 nha. Rồi, cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 9T. Rồi. Cũng là một cây vạn phúc các bạn ha. Cúc vạn phúc cô chú anh chị. Rồi, cây này cũng ghép hút nhớt liền cốt như cây ghiên luôn. Quỳnh thân là 8 nha. Nguyên cũ nè. Đó. Cao 79. Ngang 59. Rồi. Giao lưu của chú anh chị 250 luôn. Rồi, 250. Rồi, tiếp theo mã số 10T. 10T cũng là một cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Ghép hút liền cốt luôn nè. Rồi, 56 luôn hả bạn? Rồi. Quỳnh thân là được 7 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là được 60. Tán ngang 60. Cây giao lưu của chú anh chị 250 nha. Okay. Rồi, tiếp theo cây mã số 11T cũng là một cây cúc hoa hồng nha cô chú anh chị. Đom lại cái tàn kẹo hả cô chú anh chị? Quỳnh thân là được 8. Rồi. Cũ là được 18. Rồi. Cao 66. Ngay 50. Rồi. Cây giao lưu của chú anh chị giá 250 luôn nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Số 11T. Rồi, tiếp theo cây mã số 12T cũng là một cây siêu bông lớn nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là 7. Rồi. Có cây ủ đế nha cô chú anh chị. Cây được 2 bo lớn nha. Cao 60. Cũng luôn. Ngang là 46. Cây giao lưu của chú anh chị giá 250 luôn. Cây mã số 12T cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mà xem clip á. Và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Em xin chào và hẹn lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.